Đầu video em xin chào tất cả mọi người nhá. Em xin chào tất cả mọi người ạ. Em chúc tất cả mọi người có một cuối tuần vui vẻ và có chuẩn bị cho một đầu tuần thật là thuận lợi các bác nhé. Hôm nay thì em có về một số mặt hàng để các anh tiện tham khảo cũng như ghé xem kênh của em để mua sắm cho những cho bản thân mình những cái mặt hàng nào phù hợp với tất cả mọi người các anh nhé. Hôm nay em có về được một số cái mặt hàng thì 5 phút đầu tiên em xin review các sản phẩm và em xin mọi người cho em một nút like và một nút đăng ký kênh các anh nhé. Hôm nay giọng nó hơi mất tiếng các anh ạ. Hôm nay em có về được một số cái đồ cũng đẹp đẹp các anh. Các anh ghé xem video này xem có mua cho mình được cái sản phẩm nào do gia đình này, cho công việc của các anh, thì các anh liên hệ với em nhé. Số hotline em có để ở phần mô tả video. Những sản phẩm nào có số lượng ấy thì em sẽ có cả kênh Shopee các anh nhé, kênh Shopee ạ. Và kênh Facebook thì các anh follow, bởi vì thời gian tới em sẽ lên chủ yếu là trên kênh Facebook các anh nhé. Kênh YouTube này thì em vẫn duy trì và em vẫn giới thiệu cho mọi người. Nhưng ngoài ra thì cái kênh Facebook đấy em sẽ lên một số cái đồ đặc biệt hơn để mọi người tiện tham khảo cả hai kênh chương trình. Đấy, hôm nay em có giới thiệu đến các anh những cái mặt hàng sau các anh này. Thứ nhất là em về mấy cái rắc đực cái các anh ạ. Rắc đực cái này, mã J1 này. Thằng này là của Meneki gì đấy này, Made in Germany các anh này. Đấy, thằng này là 16A này. 16A các anh. Đấy, 16A. Đó. Tiếp theo là cái mã này nó giống y chang như cái này nhưng nó 32A. Cái này thì nó hơi bụi, em chưa có vệ sinh được. Tiếp theo là mấy cái mã đực cái này thì của Nhật các anh ạ. Thằng này tí em sẽ review cụ thể cho các anh, sướng lắm, dùng cái này cực kỳ sướng. Đấy, to này, 30A. Đấy. Hôm nay em về số lượng được nhiều thành ra là giá cực kỳ tốt các anh ạ. Made in Japan. Đó. Rồi dây điện các anh nhé. Dây điện này. Dây dây mềm như bún các anh ạ. Dây lõi 6.0 dây Nhật. Dây Nhật. Rồi là dây 10 chấm. Dây 10 chấm các anh. Rồi dây 6.0. 4 nhân đây các anh thấy nó cong nó mềm xèo. Dây Nhật sướng lắm, có cả dây lắc cabel của Đức các anh nhé. Đâu nhỉ? Em xem nào. Rồi. Dây này dây Đức này. 5 nhân 2.5 này, dây Đức các anh ạ. 3,5 mét. Có cả dây Đức, dây Nhật. Là đó. Rồi em có thêm mấy cái cầu đấu nối các anh, cầu Nhật. Đó. Ổ điện lọc nguồn. Rồi, em về có một số con biến áp cách ly các anh này. Con này thì cực kỳ đẹp. Vào 220 này. 200 210 này. Ra 110 100 này, 105V này. Hai con đều 1 ký, tôi ghi cực kỳ đẹp các anh nhé. Đấy, 100 110 đó. Em có cái rắc đực cái này. Em có nguồn cô seo các anh này. Nguồn cô seo này. Mới keng sa beng luôn các anh. Cô seo này. Output 24V 25A. Đấy, ngoài ra thì có cục nguồn này là 24V 27A của Orom các anh này. Nguồn này cực kỳ xịn này. Đó. Thằng Orom này thì các anh để ý nó rất hầu hết là made in China các anh nhé. Bởi vì Orom nó đặt nhà máy chính tại Trung Quốc. Orom là thương hiệu của Nhật Bản các anh nhé. Còn thằng Cosel này này thì nó lại rất nhiều. Cosel này cũng made in China. Nhưng mà đấy, Cosel là một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của Nhật. Đấy, rồi em có cái quạt sò cấp khí sạch các anh. Con này thì chạy điện 200V này, Suwa-denki, các anh chạy điện 220 được. Rồi các anh có em có con cốc đạp Nhật. Đấy. Cốc này toàn bộ bằng nhôm hết canh. Full nhôm, có nắp tre. Con này to. Đấy, toàn bộ nó bằng nhôm hết. Các anh thấy cái của Nhật người ta sản xuất thì không chê vào đâu được. Đấy. Cốc đạp các anh. Ngoài ra
À, em có về thêm được hai cái cốc đạp nhỏ nhỏ. Cái lô cốc đạp trước thì hết sạch rồi cây. Đấy, rồi em có con quạt xò này cây. À, con quạt nó là quạt thông gió. Con này xịn lắm cây. Con này dày nhôm, dày 6mm các anh nhá. Nhôm dày 6mm. Đấy, chạy êm ru không một tiếng động. Chạy điện 200V, chạy điện 220 được luôn các anh nhá. Đấy, con này là các anh nhìn này. Kurufan. Đó, made in Japan. Đó. Tiếp theo thì em có về được một số cái CB chống giật của Mitsu 30A, 20A này. Em sẽ ưu tiên cho những ai mà dùng máy nước nóng các anh nhé. 30A với 20A này các anh lắp máy nước nóng là đúng bài đấy các anh. Đây, em quay ra đây để các anh xem. Mitsu 30A, dòng giò 30mA, rất thích hợp cho máy nước nóng các anh ạ. Đấy, ai biết trước đây mua máy nước nóng của em mà chưa có thì em sẽ ưu tiên cho người đấy các anh nhé. Đấy, ngoài ra em có mấy kia phích điện ba chân của Nhật này. Đấy, rồi các anh thấy nó đi kèm với nó là kia CB chống giật của Panasonic. Đấy, 15A này. Dòng giò 15mA, con này cực kỳ nhạy đấy. Đó, rồi em có mấy cái chân rắc chuyển này. Nó chuyển từ 3 chấu ra 2 chấu dẹt này. Đấy, của Nhật. Nói rồi, tiếp theo đây các anh. Em về được con này là con chóc lọc của Siemens. Các anh thấy chóc lọc không? Con chóc này cực kỳ giá trị các anh. Con này cực kỳ giá trị. Ai mà đúng mà chơi lọc âm thanh, đổ âm thanh các anh có thể là săn tìm con này đấy. Anh thấy này, made in EU, get money này. Đấy, con Siemens này cấu tạo rất đặc biệt các anh nhé. Lõi từ bọc ở ngoài, cuộn dây ở trong. Đấy, lõi từ bọc ngoài, cuộn dây ở trong. Đấy, tiếp theo có con lọc này là lọc Schaffner, to cực kỳ luôn các anh. 20 này, ngang đây là 40. Nó tải là đi lọc Schaffner made in Hungary các anh này. Đấy, 80A. 80A các anh nhé. Đấy, chung là con này đẹp các anh. Đấy, ngoài ra em sẽ bếp em gần hết rồi các anh. Bếp và quạt hút em gần hết rồi. Dạ rồi. Bây giờ em sẽ bắt đầu em view từng sản phẩm các anh nhé. Rồi, em vẫn xin các anh đầu video các anh cho em một nút like nhé và một đăng ký kênh. Bây giờ bắt đầu em sẽ view từng sản phẩm cụ thể ạ. Sản phẩm đầu tiên em xin giới thiệu cho mọi người là đây. Em giới thiệu cho mọi người cái rắc được cái công trình các anh nhé. Hay các anh dùng ở nhà cũng được, dùng cho máy phát điện, dùng cho mọi thứ. Đấy, các anh thấy thương hiệu của nó là Menneke các anh này, made in Germany. Nó cấu tạo là nhựa ABS các anh ạ. Nhựa ABS này cực kỳ bền, dòng công nghiệp. Đấy, các anh nhìn nó còn như mới, dày dặn lắm. Đấy, mà đặc biệt cái nhựa này thì nó rất là bền bỉ với thời gian các anh. Phơi nắng phơi mưa nó không bay màu đâu. Đặc biệt cái nhựa ABS của thằng Đức đó vậy các anh. Đấy, em đang bán ở đây giá cực kỳ tốt các anh. 16A, mã G1 là 200.000 đồng. Đấy, nó tải là 16A các anh nhé. 16A, ở đây em có 2 chiếc. Đấy, 16A. Đấy, thật ra 16A mà điện một pha là các anh dùng thoải mái này. Đây, cái này nó 32A. 32A các anh nhé. Là 200k. Đấy, con này là mã G2. Cũng made in Germany luôn. Đấy, con này thì to dài hơn con này. Con này thì khoảng 22cm các anh này. 16A nó khoảng, không, nó cũng rơi vào khoảng 24-25cm. Đấy, đường kính của nó thì khoảng phi 50. Đấy, phi thì bằng nhau anh ạ. Cái chiều dài thì nó dài hơn. Đấy, con này thì nó phải tầm 30 năm này. Con 32A các anh này, 200k. Đấy, mã G1 16. 16A, mã G2 là 32A. Đấy. Tiếp theo em lên cho mọi người là cái mã này là mã rắc được cái của Nhật các anh nhé. Rắc được cái của Nhật. Đấy, rắc được cái của Nhật. Đây. Tiếp theo là mã G7 các anh, 20A, 230.000. Đấy, con này thì các anh cầm cực kỳ sướng tay, chắc tay. Đấy, 20A,
Mã G7 230.000. Bây giờ em sẽ tháo ra để các anh xem bên trong nó các anh nhé. Đây các anh, bản thân nó thì nó có ba chấu như này. Đấy, các anh về đấu dây điện vào đây. Dây ba chấu này thì một cái cọng là dây te, một chân te và hai chân nguồn. Đấy, khi các anh cắm vào, các anh sẽ xoáy nó đánh cái tạch một phát. Nó có chế độ khóa các anh nhé. Xoay tròn theo chiều kim đồng hồ là nó khóa. Đấy. Một bộ như này em bán mã G7 trước anh nhé. Các anh lên cho em mã G7 20A 230.000. Đó. Tiếp theo là em có mã G5 30A 250.000 anh ạ. Cái này thì nó là một cái ổ. Cái này nó là cái chân, cái chuôi đực này thì các anh gắn vào dây rồi. Còn cái chuôi cái này nó giống như này các anh này. Chuôi cái này nó giống như này này. Đấy, cái chuôi cái này thì một là các anh đi qua các anh bắt vào máy phát điện hay các anh bắt vào cái gì đấy. Đấy thì nó sẽ như thế này. Và cái chuôi cái này nó giống như cái này. Thì các anh sẽ đấu vào dây điện vào đây. Anh sẽ đấu dây điện. Đấy, các anh sẽ đấu dây điện giống như vậy này. Đấy, và một đầu các anh đấu vào tải, anh đấu vào máy móc gì đấy. Đấy, các anh lên cho em mã G5 nhé, 30A 250.000. Tiếp theo em có cái mẫu này là 30 A các anh. Con này thì cực kỳ to. Con này nó to như nắm tay em này. Vỏ ngoài bằng cao su. Có nghĩa là ngoài cái ổ cắm của nó như này thì nó bọc thêm một lớp cao su ở ngoài nữa. Ổ này thì xịn sò hơn đấy các anh ạ. Đấy, em bán cho các anh G3 30A cũng 230.000, đồng giá luôn các anh. Đồng giá các anh nhé. Mã G6 này, 20A 230.000. Đấy. Nhưng mà các anh đừng 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 ấy các anh nhé. Các anh đừng nghĩ là mình mã G3 này thì 230.000 thì mình mua 230.000. Nhưng mà thật ra các anh cái này nó bốn chân, nó dùng cho 3 pha. Thì các anh mua 2 pha thì cũng được thôi, dùng cũng được thôi. Nhưng anh nào mà dùng một pha thì nên lấy cái con này này. 20A nó nhỏ gọn. Các anh tải 20A mà nhân cho 220V đi. Đấy, nó tải ra phải đến cũng đến 4-5 kg rồi, thành ra là thật ra là phải 5-6 kg, thành ra là các anh lấy cái này là quá hợp lý rồi. Nếu ai dùng một pha nhỏ gọn, thằng này thì nó 3 pha. Dùng thì nó tải cao hơn chút nhưng mà nó 3 pha, nó đi với 4 dây. 4 chân nhá các anh nhá. Đấy, các anh lên mã cho em mã G3 này. 30A 230.000. Đặc biệt thằng này ấy, mã G4 này, 30A thì 250.000. Thì thằng này nó là full bộ, nó đồng bộ luôn. Đấy, thằng này thì made in Japan. Nó là của American Denki. Đấy, không biết có mỹ miếc gì không mà thương hiệu là American Denki các anh. Đấy, các anh có thấy Made in Japan American Denki đấy. Đấy, các anh cho em mã G4 30A 250.000. Tiếp theo em xin chuyển sang các mã dây điện nguồn anh nhé. Dây điện nguồn. Vâng, em xin chào, quay cái lại trở lại với tất cả các sản phẩm các anh nhé. Em sẽ lên mã dây điện. Trước khi vào mã dây điện này, em xin giải thích cho mọi người như này. Toàn bộ lô dây điện này của em là dây nguồn và là dây nhật. Dây AVKG. Dây AVKG nó khác với dây như của mình là thế nào? Nó là gồm rất nhiều các cái sợi nhỏ li ti này, nó kết lại, nó xoắn lại với nhau thành một sợi lớn các anh nhé. Thành ra là nó tải được dòng cao, cao hơn các cái dây kia. Đó, mà giá thành của nó thì nó sẽ cao hơn rất nhiều các anh nhé. Một mét dây AVKG mà cỡ 10 AVKG thì nó tương đương với lại khoảng dây 6 của mình. Đấy. Nhưng mà giá 1 mét của nó dây đơn thôi, dây đơn như này thôi, các anh mua đã phải tầm 40 ngàn rồi. Đấy. Nên là cái giá thành của cái dây này, lô này em về cho các anh cực kỳ là hợp lý. Nếu các anh tìm hiểu về dây tải, dây nguồn. Đó. Em sẽ lên cho các anh lô này. Toàn bộ là dây Nhật và dây Đức các anh nhé. Toàn bộ các sợi dây là mềm như bốn, nó là vỏ là của Nhật đấy, 2-3 lớp dây hết đấy. Đấy, em sẽ view sơ sơ cho các anh trước rồi em sẽ vào từng sản phẩm, các anh nhìn này. Đấy, các anh có thể xem nhá, rõ nhá. Này, dây AVK này, AVKM, AVKG này, các anh thấy này,
Đấy, các anh có thể nhìn thấy nó hoạt động ở 90 độ C không? 90 độ C, đấy. 6 mm, đấy là dây 6 các anh nhé. Dây này là 4 sợi sợi dây 6.0. Nhưng 6.0 của AVKG này nó tải, dòng tải sẽ cao hơn dây 6.0 thường của mình. Đấy, dây 6.0 AVKG này thì nó có thể tải tương đương với lại dây 10 của mình đấy. Mà toàn bộ là dây Nhật, vỏ mềm mới. Em sẽ lên cho các anh mã đầu tiên. Mã đầu tiên các anh lên cho em mã D19 là dây các anh nhé. Mã dây 19 này, 4 sợi nhân 6.0, 5 mét. Giá cuộn này là 500.000. Đấy, các anh nhìn của nó này, thông số này, 10 AVKG. Đấy, nó các anh nhìn nó chịu này, 600V, 105 độ C, 90 độ C. Các anh thấy dây điện mà chịu 90 độ C mới 100 độ C. Đấy, các anh thấy chất lượng của người ta là đạt tiêu chuẩn các anh. Đấy, quay lên cho em mã dây 19 này. 4 sợi nhân 6.0, 5 mét, 500.000. Đấy, cái này rất thích hợp các anh về làm dây nguồn, dây tải. Không còn gì để chê trách những cuộn dây như thế này. Đấy. Xong, em sang mã tiếp theo. Mã tiếp theo này thì dây này nó có phần cứng hơn một chút các anh nhé. Nhưng mà nó là hàng, nói chung là nồi đồng cối đá đấy các anh. Dây của Nhật thì các anh biết rồi, nồi đồng cối đá. Đấy, dây này thì nó là các anh lên cho em mã dây 12 này. Em view sơ quay tổng quan anh này. Màu của nó thì màu trắng nhưng mà nó hoạt động thì bây giờ nó thành cái màu xám xám rồi. Còn dây này là dây mới của các anh này. Đấy, các anh nhìn đấy. Thằng này, toàn bộ dây này thì chất lượng chịu nhiệt độ như nhau hết các anh. Chịu nhiệt độ, chịu tải như nhau. 90 độ đến 100 độ là thoải mái. Đấy, các anh nhìn đây. Các anh lên cho em mã D12 630.000. Cũng 4 sợi nhân 6.0, 5 mét. Đấy. Nhưng thằng này nó có một cái như này, nó 630.000 là bởi vì nó có nguyên một cặp rắc được cái này. Nó đi theo bộ luôn các anh. Đấy. Thì ví dụ cái này rắc được cái này thì các anh có thể chế vào việc gì đấy nhá. Còn nếu các anh không lấy cặp rắc được cái này ấy, thì bỏ ra em sẽ bán cho các anh với giá là 500.000, 480.000 đi. Đấy. Nhưng các anh mua cả combo này thì các anh sẽ lợi hơn, vì các anh có một cái cặp rắc được cái này. Đấy, các anh thấy như một cặp rắc được cái này em bán đã 250.000 rồi. Nhưng các anh mua cả combo này thì nó sẽ rẻ hơn. Cái dây này thật ra các anh về các anh lau lại nó sáng bóng lại ngay. Đấy, nó sáng lại như các anh nhá. Do đây em không có vệ sinh. Đấy, các anh lên cho em mã D12 630.000. Tiếp theo em lên cái mã tiếp theo là cái này. Mã này thì cũng có một cặp rắc được cái. Đấy. Con này thì 4,2 m, 530.000. Đấy, con này các anh mua lợi này. Các anh lên cho em mã D13 4 sợi nhân 6.0, 4,2 m, 530.000. Có sẵn một cặp rắc được cái này về các anh DIY. Đấy các anh, nhất là các anh máy phát điện ấy, là các anh cho cái này âm vào trong. Cái này các anh làm dây nguồn ở ngoài tải này. Đầu này thì các anh gắn một cái ổ điện để cắm vào, chứ hạn chế cắm vào cái ổ này. Đấy, thành ra là nếu các anh làm đúng bài thiết bị điện dùng rất là bền. Hãy lên cho em mã D13 các anh nhé. 530.000. 530.000. Đấy, em quay tổng thể một cuộn dây cho các anh. Tiếp theo em lên mã này là mã, con này giống dây đức quá ta. À đấy, dây đức anh ạ. Con này dây đức. Con này dây Helux cabel này. Dây đức thì nó có lắc cabel này, rồi húp cabel này. Thằng này là Helux cabel anh ạ. Đấy. Dây này thì cũng chất đấy các anh ạ. Đây, thông số của nó đây. Em sẽ lên cho các anh. Dây này là dây đức các anh nhá. Dây này là dây 2.5 của Đức. Đấy, các anh lên cho em mã D20 440.000. 5 sợi 2.5 của Đức nhân 5 m. Đấy, 5 sợi 2.5 anh nhé. Đây, các anh nhìn này. 2 này, 4, 5. 5 sợi 2.5. Đấy, một sợi te. Dây này là dây của Đức. Đấy, dây của Đức thì chất lượng của nó cũng chẳng, cũng không có gì để chê trách nữa cả. Đấy, dây của nó thông số đây. Các anh đặt hút cabel này. Đấy.
cái dây đức ấy, em thật ra em làm nhiều, em quen, em nhìn dây đức em hay biết lúc này nó có một cái màu ghi ghi sáng sáng này, cái thằng Đức là vậy. Cái dây Nhật thì nó lại màu trắng sữa các anh nhé. Cái dây Nhật thì nó lại màu trắng trắng vàng vẹ, màu trắng sữa đấy các anh. Nó gọi là màu trắng sữa là thằng dây Nhật. Mới lại cầm cái cảm giác cầm nắm ấy là nó quen. Thằng Nhật thì nó mềm hơn. Dây Đức không phải là mềm đâu các anh nhé. Dây Đức nó mềm nhưng mà nó mềm ở trong cái kiểu là cứng cứng. Còn cái dây Nhật là nó mềm xèo luôn. Dây Nhật mà đúng dây silicon là nó mềm xèo luôn đấy các anh. Thằng này là dây của Fuji này. Đấy, 4 sợi 6.0. 4 sợi 6.0 các anh nhé. Đặc thù của dây Nhật là silicon nó mềm. Đấy, ở giữa này nó có một cái lớp như kiểu là chịu lực ở giữa này. Đấy, cực kỳ mềm. Mã dây D17 đấy này. 3 nhân... À đâu, đây 4 sợi chứ. 4 sợi các anh nhé. 4 nhân 6.0 1,5m 200 ngàn các anh thấy chưa. 4 sợi 6.0. Các anh mua 1 mét dây AVKG 6.0 này thôi nhé, đã phải tầm 40 ngàn đến 50 ngàn rồi. 1 mét. Đấy, mà không bao giờ có dây Nhật như này cả. Chỉ có dây Trung Quốc thôi. Đấy. Đây các anh lên cho em mã D17. 4 sợi nhân 6.0, 1,5 mét 200 ngàn. Rất thích hợp để anh em làm dây nguồn cho nguồn tổng cho audio hay là nguồn tổng cho cái gì đấy. Cho máy móc thiết bị của các anh. Đấy, quận này cũng dây Nhật, quận này thì mới đét luôn. Dây Nhật đấy, nó canh nhìn nó mềm xẹo lên. 4 sợi nhân 2.0. 4 sợi 2.0 AVKG nó tương đương với dây 2.5 của mình đấy các anh, 14 mét. Quận này mã D11 các anh lên cho em mã D11 520 ngàn. Liền mạch, mới 100%. Đấy, thông số của nó đây anh. Dây của nó đây. Dây của nó là Kuramo. Đấy. Kuramo, đây các anh thấy date 2017 đây. Mới 100% chưa sử dụng, 4 lõi. Đấy. Các anh lên cho em nhé. Quận này ngon này, anh em về làm dây nguồn này. 14-15 mét là cũng khá dài rồi. Làm trong gia đình hay kéo từ nhà, ổ cắm ở trong nhà ra ngoài sân, sửa chữa công việc gì đấy hay làm cái gì đấy là thích hợp. Các anh mua những cuộn dây như này, các anh làm dây nguồn đấy. Nếu bác nào mà ngoài 30 tuổi dùng giữ gìn, em đảm bảo với các anh 2-30 năm nữa chưa hư đâu. Nếu dây Nhật và dây Đức đấy, em nói vậy là các anh hiểu ý em. Cực kỳ bền bỉ với thời gian. Các anh dùng đúng tải, đừng quá tải của nó. Đây, tiếp theo các anh lên cho em mã D16 này. 4 sợi nhân 6.0 2,6m 340 ngàn. Đấy, dây mềm xèo, mềm như bún rồi đấy các anh. Đây này, tải thì miễn bàn. Các anh có tin anh chạy đúng chạy tải nó không cực, không nóng luôn đấy. Đấy các anh, em quay thông số, em quay nhiệt độ cho các anh xem rồi. 90 độ với lại hơn 100 độ. Chuyện bình thường của nó đấy các anh. Dây nước ngoài nó sản xuất đạt tiêu chuẩn. Toàn bộ dây Nhật nhưng mà nó lắm thương hiệu đó anh ạ. Fuji rồi Mitsu, còn đây là thằng Mitsubishi này. Mitsubishi nó khác với Mitsubishi các anh nhé. Đấy. Tiếp theo em lên cho các anh là sợi này thì ngon này. Dây nó như mới vậy các anh. Đồng của Nhật thì vàng chóe. Đấy, 3 sợi nhân 6.0 3m D15 350 ngàn. Đấy các anh thấy. Các anh chỉ bỏ ra 350 ngàn làm một cái sợi nguồn tổng thì các anh lên cho em mã D15 nhé. 3 sợi nhân 6.0 3m 350 ngàn. Toàn bộ lô này toàn dưới 500 thôi các anh. Toàn dây xịn. Đấy, 4 sợi nhân 6.0 1,8m này. Mã D1 210 ngàn. Sợi này ngon này. Sợi này các anh làm cộng nguồn thì đúng bài này. Giữa nó có một lớp tơ này. Dây Nhật nó vậy các. Nhật nó hay rất hay xen những cái thiên nhiên vào trong các cái sản phẩm của họ. Tiếp theo là em lên mã D18 này. 4 sợi nhân 6.0 1,2m 170 ngàn. Đấy các anh thấy không? Các anh bỏ ra có 170 ngàn mà là các anh có một sợi dây nguồn này cực kỳ chất lượng. Đây này, ví dụ như các anh nhìn mấy cái bếp này là các anh thấy dây nguồn của nó là dây 6.0 nhé.
dây này là dây 6.0. Nhưng mà đây này, các anh nhìn cái dây 6.0 ở Việt Nam mình này, biết diện thì nó bằng nhau nhưng mà nó có khoảng 5-6 sợi thôi. Còn cái thằng AVKG này là nó cấu tạo từ cả mấy trăm sợi. Đấy, đấy, mã D6 với D18 các anh nhé. D6 này 3 × 6.0 220. Đấy, hai quận này xong. Tiếp theo em lên cho các anh quận này. 3 × 2.0 7m. Mã D10 260.000. Quận này em lại free ship này. Sao này các bạn lại lên mã free ship luôn các anh này. Quận này ngon này. 3 × 2.0 AVKG này là tương đương với 3 sợi × 2.5 dây của mình này. 7m. Mà có 260.000 lại còn bao ship nữa. Là tính ra quận này có 230.000. Mã D10 nhé các anh nhé. Đây, tiếp theo này. 3 × 2.0 này, 5m, mã D7 220.000. Đấy. Mã D7 3 × 2.0 5m 220.000, dây Nhật. Mềm xèo. Tiếp theo là cuộn dây này ngon anh ơi. Cuộn dây này mã 3 × 2.0 4,6m 250.000. Thằng này lại có sẵn phích cắm đi liền luôn. Trời. Cái phích này tí em quay cho các anh. Cái phích này em đã bán là đi 30.000 một chiếc rồi. Phích này. Chỉ cái phích này không, phích chuyển đổi thôi. Đấy, quận này ngon các anh này. Quận này 250.000, 4,6 gần 5m. Trời. Dây 2.5. Có sẵn dây liền này, các anh chỉ đấu nguồn vào đây cắm xong. Đó. Tiếp theo các anh này, em lên cái mã này, này hợp lý này. Mã này 3 × 0.75 4m 220.000, mã D9 là quận này các anh nhé. Đấy, cái thằng Nhật này các anh nhìn phích này, xoáy ra rút. Đấy, các anh nhìn cái chân này vậy nhưng nó chỉ cắm được phích dẹt thôi các anh nhé. Phích dẹt các anh cắm vào đây thì cực kỳ chắc chắn. Đấy, cắm vào này nó xéo này, các anh khóa lại nhé, vặn ra nó kêu cái tạch phát. Đấy, các anh thấy không, cực kỳ xịn luôn đấy các anh. Riêng cuộn dây này là em bán 4m 3 là 220.000, mã D9 này. 0.75 này là nó phải tương đương với dây 1.5 rồi đấy. AVKG các anh tải cắm mấy cái thiết bị gì đấy là nhỏ nhỏ ấy là bền lắm. 220.000 cuộn dây có sẵn phích cắm, mở ra rút lên. Đấy, xong các anh lên cho em mã D9 220.000. Tiếp theo đến cái ổ điện này. Ổ này thì mới gần như mới 100%. Đấy, em quay là các anh có thể nhìn thấy cực kỳ mới. Đấy, các anh lên cho em ổ cắm 185.000. Dây này là dây 2.0 3 lõi. Đấy, dây này là của cái gì đây? Yukita. Yukita. Đấy, đằng sau này lại còn có nam châm từ nữa. Các anh đặt lên sắt chiếc gì nó hít luôn. Ổ này cực kỳ xịn các anh này. 2 4 6 ổ lận. 185.000. Mấy cái ổ mà tầm 150, 160 không bị được cái ổ này. Đấy, các anh lên mã cho em. Ổ cắm 185k. Hôm nay dây điện nhiều quá các anh ạ. Tiếp theo là em đến mã dây này các nhé. Mã này mã dây Đức đây này. 5 sợi × 2.5 3,5m. Đức, mã D5 320.000, 5 sợi. Dây này là dây Đức. Dây này nó cũng hút cabel hay lắc cabel hay cái gì đây này. Dây này là rom cap bell gì đây. Đấy, các anh thấy 5G × 2.5mm không? Đấy. Dây 2.5 dây Đức 320.000, các anh lên cho em mã D5. Mã D5 là mã dây đấy các anh. Đấy, tiếp theo là thằng này 6.0 này, mã 9 này. Thằng này cũng mềm, 4 sợi 6.0. Đấy, nhân 3m 350.000. Đấy, mã 9. Mã 9 các anh nhá, con này to lắm. Quận này là mấy mét đây? Quận này hình như 5m hay 7m gì các anh này. Cũng 4 lõi 6.0. 4 lõi 6.0, quận này phải tầm 5m rồi.
5 mét là đi 5 mét, quận này 5 mét 4 sợi nhân 6.0 xa cả, bán cho các anh 500.000 đi, 500.000, 500.000 các anh nhé, 5 mét, quận này chắc hơn 5 mét. Tiếp theo đến thằng này này, các anh nhìn bình thường cái quận dây mà to như ngón chân cái này không bao giờ các anh bẻ cong vào được vầy đâu nhá. Thằng này dây của Nhật nó mềm xèo luôn đấy các anh. Thằng này D14 530.000, 4,4 mét, nhưng mà thằng này là 4 sợi nhân 10.0 các anh, 4 sợi nhân 10.0. đấy, dây to này này các anh thấy có đồng mà nó mềm xèo này đấy. Cái này mà làm dây tải thì thôi 530.000 đây. Anh nào mà đúng làm dây tải cái này thì các anh dùng hết đời chưa hư là có thật đấy các anh. Cái chỗ này thì nó có khoảng 50 cm là nó dây trần như này, thì các anh về các anh cuốn băng keo vào, còn không thì các anh cắt đi đấy, tùy các anh, nhưng mà theo em cuốn băng keo vào dùng nó cũng bền à. Đấy, 4,4 mét, 530.000, mã D14, quận này cũng khá ngon. Đấy, tiếp theo này, tiếp theo là Mitsubishi đây, quận này 3 x 2.0. u sao quận này rẻ thế, 6 mét mà có 230.000, mã D4, 3 sợi nhân 2.0. đấy, ui rồi dây Nhật mềm xèo này, các anh thấy không, mềm luôn này, bóc cong luôn. Các anh lên cho em mã D4 3 x 2.0, 6 mét, 230.000. Đấy, tiếp theo để em nghe điện thoại cái đã. Tiếp theo là quận này các anh nhé, quận này của Mivico. Đấy, quận này là giống dây Đức đấy các anh ạ, quận này là dây Đức. Em cầm nắm và cảm nhận là em biết. Các anh thử check xem có đúng cái Mivico này của Đức không. Em nghĩ là của Đức ấy. Dây này là 4 x 2.5 này, 4 mét, mã D2, 250k, 5 sợi các anh nhé, 5 sợi nhân 2.0. À, 5 sợi nhân 2.5. Đây là cái này, nó có ghi này, 5G2, 5G là 5 sợi này, nhân 2.5 này. Đấy, cái này nó là cái ám màu thôi các anh nhé, nó hoạt động trong nhiệt độ cao, cái gì nó ám màu. Đây các anh thấy em cạo đi, nó trắng ra này. Đấy, các anh lên cho em mã D2, 250.000. Tiếp theo quận này, quận này ngon, quận này cực xịn luôn. Tại sao em bảo nó cực xịn? Thứ nhất là nó dài, thứ hai là cầm sướng, sướng tay. Đấy, xong là các anh thấy không, cái sợi dây nào mà gọi là xịn hơn nữa là nó mấy lớp này. Này, một lớp vỏ silicone ở ngoài này, một lớp vải gì này dài lắm chắc đấy, xong nó còn sợi tơ nữa. Đấy, 3 sợi, xong nó lại 3 sợi, 2 1 nguồn, 1 te này. Đấy, thế nên là em mới bảo là xịn đấy các anh. Cái này nó có cả cái đầu này, nhưng mà cái đầu này em sẽ cắt ra các anh nhé. Này các bạn chưa cắt ấy, bởi vì những cái rắc này là em phải để lại này. Đấy, 3 sợi nhân 2.5, 7 mét, mã D3, 560.000. đấy, 560.000 các anh nhé. Con này là mã D3, 560.000, 3 sợi 2.5 nhân 7 mét. Đây, em cho các anh xem thương hiệu của nó này. Đấy, các anh thấy dây nó hoạt động ở nhiệt độ 90 độ C này, 75 độ C này. Cái thông số của nó đâu? Đấy, nói chung là nó vậy đấy các anh, quận này ngon. Đấy, em hết mã dây điện các anh nhé. Em bắt đầu em view sang các cái mã khác. Tiếp cho các anh. À đấy, em chia sẻ với các anh là bếp và quạt hút. Các anh thấy video trước em quay nó kín mít rồi, hôm nay các anh lấy gần hết rồi. Đấy, nên các anh nào mà có nhu cầu ấy, đang xây nhà hay cái gì thì các anh hãy mua ngay đi các anh ơi. Giá cực kỳ tốt, em bao giá thị trường luôn cho các anh luôn. Cái lô này em về em cân nhắc giá là phải nói với các anh này em cực kỳ có tâm luôn ấy. Em bán cái bếp này chỉ có 1,6 triệu đồng giá luôn cho các anh luôn. Ai mà nhận được hàng rồi các anh sẽ cảm nhận được chất lượng của nó như nào. Đây, em view sơ sơ cho các anh. Đấy, hàng Đức thì em nói thật với anh nhá,
nó ra nhiệt cực kỳ nhanh và lại còn chất lượng nữa. Đấy, nhìn made in Germany này, Electrolux này. Đấy, bếp của nó dùng sướng lắm. Đấy, quạt hút em còn được khoảng chục cái nữa thôi các anh. Đấy, hôm trước các anh có thấy em để ra đây không? Đây, các anh nhìn em đóng, ngày mai là các anh đến lấy hàng hết rồi. Cái quạt hút này các anh lấy nhiều. Đấy, các anh nhìn tất cả các tấm lưới lọc của nó này. Nó còn trắng phau này các anh thấy không? Hầu như là chưa dùng luôn đấy. Đấy, Electrolux. Quạt hút Electrolux. Bếp Electrolux. Đấy. Hàng Đức, made in Germany. Đấy, em tiếp theo em vào cái này các anh nhé. Mã cầu nối các anh ơi. Mã cầu nối là 100A này, 110.000. Đấy, 4 chân. Đây thông số của nó đây. 33mm này. 100A này 600V. Đấy, tải 600V luôn. 100A 110.000 là nguyên cụm như vậy các anh, cả cái bắt này, cả cái kẹp này. Tiếp theo là mã 60A là 85.000. 60A 85.000 đấy còn nguyên dây dở. Cầu nối này của Nhật hết các anh nhé. Nhật hết. Ahozoko gì đây. Đấy của Nhật. Đấy. 60A. Tiếp theo em có cái đồng hồ các anh ạ. Anh thấy đồng hồ hình tam giác không? Đồng hồ Đài Loan. Đấy, mở lên này. Đây, các anh thấy nó soi xuống đâu cho nó hiện giờ lên này. Cái đèn này của em sáng quá. Cái đèn này của em sáng quá. Đấy, đại để là cái này nhé. Anh thấy cái đèn này của em sáng quá này. Thành ra là nó bị chói. Mã 87, 100.000 các anh nhé. Anh thấy giờ của nó không ạ? Ngoài ra ở đây nó có đèn tia laser. Nó chiếu cái giờ lên trần nhà. Đấy, mã 84, 300.000. Lọc Schaffner 300K. Đó. Tiếp theo mã 83, 400.000. 30A lọc này, lọc Chrome, lọc Made in Mexico các anh ạ. Đấy. Mấy con lọc này hôm nay ai lấy em bao ship đi. Đấy. Con tụ dầu này. Tụ dầu con này của Jisuki 18mF. Đấy, con này em chưa có giá, ai lấy nhắn em nhé. Ba pha. Tiếp theo là ổ điện châu Âu anh này. Ổ EU này. 150.000 vỏ nhôm. Vỏ nhôm nguyên khối. Phay. Đấy, đẹp. Chung là cái ổ này đẹp. Cái chân này đặc biệt là các anh cắm chân nào cũng được. Chân tròn cũng được. Chân vuông này cũng được. Đấy. Nhưng nó không cắm được cái chân dẹt của Nhật. Đấy, các anh lưu ý giúp em nhé. Ngoài ra đây em có cái bóng này. Bóng của Philips này. Bóng metan các anh ạ. Bóng metan. Các anh thấy ở đây nó có cái ống này. Khí metan. Bóng này cũng sáng đấy các anh. Bóng này sáng lắm lắm nhá. Bóng metan này sáng. Philips. Con này không biết Philips Đức hay Philips gì đây. À, Made in China các anh. Nhà máy ở Trung Quốc. Philips là thương hiệu của Đức đấy các anh nhé. Em có cái này. Quạt này chế motor bơm được anh này. Đấy, đôi giày các anh này. Đôi giày này em vẫn đang bán này. Mã 82 các anh này. Mã 82 500k. Em đảm bảo với các anh nào mà không mua đôi giày này, mà các anh làm trong ngành điện lực này, kỹ sư này, hay các anh đơn thuần là các anh làm kỹ thuật này, hoặc các anh đi chơi đi bời gì đấy, đấy là một tiếc nuối các anh. Đôi giày này cực kỳ xịn. Đấy, các anh thấy đôi, các anh nhìn chất lượng hoàn thiện của nó. Cái đế này đi thoải mái lắm. Đấy, các anh sợt nhá. Các anh sợt cho em cái mã này của nó này, thương hiệu này. Giá web là bây giờ người ta đang phân phối 1,5 triệu một đôi đấy. Đấy, nó phân phối cho các thị trường này, Nhật Bản này, EU này. Đấy, UK, US gì này. Đấy, đấy là các thị trường của nó này. Nó tư vấn chọn size này ở đây. Các anh lên cái trang web này của nó, các anh sợt nhá. Này, các anh nhìn rõ cái trang web này giúp em này. durafe.com.sc này. Đấy, các anh sợt giá của nó đi. Giày này cực kỳ xịn các anh. Máy sấy này em hết rồi các anh nhé. Máy sấy này em hết rồi. Ngày mai em lại về máy giặt của Electrolux. Con máy sấy này hết rồi các anh ạ. Các anh thấy xịn quá à. Em nói thật với các anh, cái lô đợt này em về hàng này toàn hàng chất lượng.
Ê, em có thể giới thiệu với các anh mã máy sấy Tenka cái. Tenka này là một thương hiệu made in Germany luôn. Bản thân con này là của Đức, nhưng mà sản xuất ở Japan đấy. Nó là các anh cứ lên, các anh search cái mã này này, cái mã các anh search vào Google, các anh tìm kiếm là máy sấy TK đây, máy sấy TK đấy, cái model của nó là TKS 600 đấy, là các anh sẽ ra được cái xuất xứ của nó. Nó là sản hàng của Đức nhưng sản xuất ở Thổ Nhĩ Kỳ hay là Tây Ban Nha gì em quên mất tên này. Đấy các anh nhá. Đấy. Máy sấy quần áo, cái lồng của nó còn như mới đấy các anh nhìn này. Chung lồng của nó mới lắm. Để em bật cam, em bật flash lên cho các Đây, em em xem. quay thử cho các anh xem, các anh thấy nó mới chưa? Nó mới cực kỳ luôn các anh. Đấy các anh nhìn cái lồng của nó còn như mới. Đấy. Các anh mà giặt nhiều ấy, cái khuy quần áo hay là cái gì nó ấy vào đây nó sẽ bị xước các anh nhé, đảm bảo với các anh luôn. Còn đây các anh nhìn nó mới, gần như mới 100%, người ta ít sử dụng lắm, bởi vì hàng khách sạn 5 sao mà. Khách sạn 5 sao ra thì các anh biết, những ai mà có tiền mà ở khách sạn 5 sao thì người ta đâu phải giặt quần áo, đâu phải sấy. Đây các anh nhìn chữ của nó này, chữ tiếng Anh này này. Đấy các anh sợt mã của nó này, thông số của nó đây các anh nhé, Tenka TKS 600. Đó. Tiếp theo em xin lên cho mọi người một số cái mã còn sót lại các anh nhé. Đấy CD thì chống giật thì gần như hết rồi các anh. Còn vài con các anh nhanh tay chọn giúp em với. Đây 100 A các anh này. 100 A 550 ngàn. Con này của Mitsubishi đấy. Có chống giật này. Đấy, chống chạm, chống quá tải này. Đấy. Các anh lắp một con này cho tổng nhà của các anh thôi là đầy đủ rồi. Các anh nhìn ốc của nó còn mới sáng bóng này, 7 màu này các anh nhé. Đấy. 75A thì có con này của Fuji. Đấy dòng giò của nó là 30 mA các anh này. Đấy con 75A này thì em đang bán là 500 ngàn hay sao đấy. Đấy con 100A này, con này thì nó chỉ thuần là CB chống giật thôi các anh nhé. Con này 280 ngàn 100A luôn. Nó thuần là chống giật thôi. Ba pha này các anh dùng điện một pha bình thường các anh nhé. Đấy, các anh không không phải lo vấn đề đấy. Thật ra cái CB 3 pha này sản xuất nó đắt hơn cái CB một pha là bởi vì nó phải làm thêm một cực nữa. Đấy, con này là 100A thì 400, con này của Nito, Nito thì nó rẻ hơn. 40A của Natison này. Đấy. Toàn bộ dòng giò là dòng giò gia đình dân dụng 30 mA. Đấy, con này 40A này cũng 30 mA này. Bởi vì sao? Bởi vì những cái dòng giò 100 mA ấy, mấy 200 mấy 500 mới là nó dòng giò cho công nghiệp các anh. Đấy. Các anh thấy con này em để cho các anh giá, còn con này là MCCB này. Hàng này hàng Korea rồi. Này các anh nhìn này. Made in Korea này, con này LS các anh ạ. Đấy, con này LSCB 3 pha 150A. Con này bán cho các anh giá 500k luôn đi, 500k như mới vậy các anh. Nó như mới vậy các anh. Như mới luôn, miễn bàn. Ngoài ra em có một số cái mã này nhỏ nhỏ các anh này. Đấy. Bộ đầy đủ. Đấy, 4 cầu chì này, mã 4 cầu chì này. 45k của anh. Lưỡi cước cắt cỏ 100k của Nhật. 100k lưỡi cắt cỏ, gắn máy cắt cỏ các anh nhé. Đấy. Gói thơm này, gói gói hút ẩm treo tủ quần áo, thơm quần áo 15 ngàn. Hàng này có đang phân phối ở các siêu thị của mình luôn. Đấy. Bộ đồng hồ và van giảm áp của khí nén này, 190 ngàn. Hàng SMC các anh nhé. SMC là một thương hiệu thủy lực khí nén nổi tiếng của Nhật Bản luôn đấy. Đấy, bộ bánh xe này, bộ 4 bánh. Bánh cao su mã 17 4 bánh 250 ngàn. Bánh cao su thì nó chạy cực kỳ êm, không một tiếng động. Thường dùng trong y tế. Đó. 4 bánh. Phích cắm này thì 20 ngàn anh ạ, 20 ngàn một ổ vuông này. Đấy. Cầu nối này, con này là phải khoảng cũng 6 70 a này, dài.
Cầu nối này bán cho các anh nha. Các anh cứ ghi là cầu nối dài đi. 130 ngàn đi các anh ơi. 130 ngàn. 130 ngàn các anh nhé. Đây có cái cần lắc này của Nga này. Cần lắc này của Nga, chữ Nga này. Cái này chưa biết giá các anh. Đấy. Bộ đồng hồ khí anh này. Kèm đồng hồ hiển thị điện tử. Đồng hồ 450 ngàn. Đủ. À cái bộ này là đủ cả đồng hồ là 450 ngàn. Bộ mà không có đồng hồ này là 400 ngàn các anh nhé. Các bác mua mấy cái bộ vớ vẩn ở ngoài vài trăm ngàn ấy. Các bác không dùng đâu. Chỉ trừ khi đây là hàng tháo máy. Đấy nó hàng bãi. Nhưng mà chất lượng thì em mới thật là không thể chê trách được. Bác thấy em dùng đấy, tí em quay cái máy lọ khí của em lắp một bộ như này, một bộ y chang như này luôn. Đấy nhưng mà đồng hồ thì em lắp đồng hồ cơ thôi. Con này có đồng hồ điện tử. Đấy thì nó như thế này các anh nhé. Khí đi vào nó sẽ lọc qua thằng này. Lọc nước, đấy lọc dầu, đấy. Ra ngoài đây thì có van điều áp. Các anh thích áp ra 4 ký, 5 ký, 6 ký, 7 ký, 8 ký đấy là các anh cứ chỉnh ở đây. Đấy. Là khí ra là khí sạch. Đấy, mấy cái bộ mặt nạ công tắc của Panasonic Thái Lan này. Đấy em đang bán đồng giá là 19 ngàn một bộ các anh nhé. 19 ngàn một bộ. Đấy lọc nguồn em còn nhiều lắm. Lọc nguồn này toàn 560A, 100A thôi các anh. Đấy, tiếp theo em lên cho các anh mã này này. Biến áp cách ly của Togi. Đấy điện vào là 200, 220. Ra là 100, 110. 1 ký toàn tải. Chú à. Trở lại em lên cho các anh con biến áp cách ly này các anh nhé. Đấy. Thì con này là một KVA. Đấy em có hai con. Thật ra con này nó không cùng mã với con này đâu. Nhưng mà các anh ghép đôi được. Bởi vì nó chung hệ luôn. Chung 1 ký luôn. Dòng điện ra thì như nhau. Tỷ số vòng quấn sơ cấp và thứ cấp của con này nó y như nhau thôi. Đấy. Một KVA, một KVA này. Các anh nếu các anh ghép đôi hai con này lại, các anh sẽ có đủ được cả ba dòng điện cách ly 220V cách ly. Thì với tải là 1 ký. Đấy. 110 thì các anh có 2 ký. Đấy, 100 các anh có 2 ký luôn. Đấy. Thì cái dòng 100 ấy thì các anh ví dụ 100 các anh nối từ đây ra là 1 ký này, nối từ đây ra nữa là 2 ký này. Nhiều anh hay bị nhầm ấy là nối tiếp hai con này lại thì cái dòng 220 này nó có đủ 2 ký, không phải các anh nhé, không phải. Nếu mà đấu nối tiếp ấy thì U nó sẽ tăng lên thôi. Đấy nhưng mà Y thì nó vẫn giữ nguyên. Đấy ví dụ U ấy, anh nối hai con này 110 lại với nhau ấy, thì nó ra 220. Đấy. Đấy nhiều anh hay hỏi em cái câu đấy. Đấy thì đây em giới thiệu với các anh là con biến áp này là Togi này. Tojogiken này. Đấy. Thật ra con này nó chỉ thua con Tojozumi một tí thôi. Các anh mà mua Tojozumi nó sẽ đắt hơn những dòng này khoảng 500 ngàn một con. Đấy, Tojozumi. Nhưng mà thật ra với cái số tiền 500 ngàn này thì các anh có thể lựa chọn được một con lọc nguồn nữa xịn luôn. Đấy. Các anh phải tính về bài toán kinh tế. Thật ra là con này nó sẽ lợi hơn con Tojozumi. Tojozumi nó sẽ đắt hơn khoảng 500 ngàn. Đấy. Đấy các em lên mã này cho các anh nhé. Hai con này sao chưa có mã nhỉ? Các anh nhắn cho em đi. Thế con kia, con 2 ký kia thì em còn một con này giá 2 triệu đấy. Đấy các anh nhắn cho em hai con này nhé. Đấy. Tiếp theo em lên cho các anh mấy cái mã rắc được cái này các anh này. À, mã quạt này. Motor quạt này của Đức, quạt IBM này. Mã 20 năm 350 ngàn. Đấy nó có tốc độ, nó có tụ đề này. Rồi nó có mấy số đây anh, có 3 dây số của nó đây. Đấy 350 ngàn. Các anh về chế quạt thì thật sự là dùng muôn thuở. Quạt Đức là bền lắm. Em có cái này là 80 ngàn các anh này. Ổ cắm này. Nhật. 80 ngàn. Đây em có mã 92 này, 120 ngàn này. Mã 92. Đây là rắc được cái Mỹ. Mã 92. Đấy mã 93 này là 100 ngàn này. Mã 93.
Đấy, mã 91 này 170 ngàn này. Đấy thì thằng này dây nhỏ bình thường này, dây chấm 5 này. Dây 2 chấm này. Dây 2.5 này. Đấy. Tiếp theo em có cái bầy bịch đầu chặn cái này. Cái bịch đầu chặn CB hay cái gì các anh bắt vào thanh ray, các anh cần hai cái đầu chặn này. Đấy, các anh chặn nó lại để nó khỏi chạy. Một bịch này là em bán là 30 ngàn này. Mã 95, 30 ngàn một bịch. Hàng này là hàng Pháp các anh nhé. Made in France này. Đấy. Một bịch này nó gồm 10 cái. Đấy, tiếp theo em lên cho các anh mã này các anh này. Chết rồi, con nguồn cô xeo này sao chưa lên mã à? Con nguồn cô xeo này mới lắm anh ạ. 24V 25A. Trước đây em có bán cục này rồi sao này? Hình như là 380 thì phải. Mã 104 này. Con này là nguồn cô xeo các anh nhé. 24V 25A. 380 400 400 400. Mã 104 này 400 ngàn một con các anh nhé. Nguồn cô xeo này là mới 99%. Đây em quay cho các anh xem, mới 99%. Hàng này các anh dùng miễn bàn. Hàng này cực kỳ đẳng cấp các anh. Đấy, nguồn cô xeo. Input là vào từ 100 tới 240V. Có nghĩa là các anh cắm điện nào cũng được. Ra là 24V DC 25A. Đấy, con này là 400 ngàn này. Con này 27A. Con này là 450 ngàn. Mã 105 450 ngàn. Con này của Orom 24V 27A. Nó có ký hiệu lửa nguội. Con này em sẽ ký, em sẽ đấu sẵn dây cho các anh nhé. Không, các anh về các anh đấu nó hay nhầm. Đấy. Con này Orom. Con này thì vuông to. To hơn. Con này 24V 14A này. Đấy, con này của Orom 14A. Con này Orom mới lắm. Mới các anh, nguồn này mới. Con này là để cho các anh 370 ngàn đi, 360 ngàn đi. Hỗ trợ các anh 10 ngàn tiền ship Orom các anh nhé. Tiếp theo nguồn 12V các anh này. Con này 280 này, mã 96. 12V 12.5A. Nguồn của Chaco các anh nhé. Tiếp theo em có cái con quả sò. Quả sò các anh ạ. Quả sò này. Quả sò này là của Nhật. Đấy, nó hút khí ở đây. Có một tấm lọc khí sạch để nó thổi khí ra đây. Con này thì nó chỉ có 40W thôi. Gần 40W. Con này của Showa Denki. Showa Denki các anh này. 200V, các anh chạy điện 220 mình luôn. Đấy. Con này thì em phải giải thích với các anh như vậy. Con này thật ra là các anh làm quạt hút thì nó không thích hợp. Đấy, bởi vì thằng này nó là để, nó để cấp không khí sạch vào một cái buồng gì đấy. Đấy, nó là quạt sò. Đấy, tại vì sao? Ở đây nó có tấm lọc các anh này, nó lọc bụi này. Đấy, cái lỗ hút khí của nó chỉ bằng này thôi. Đấy, nó cấp khí sạch ra cái đường này. Ra cái đường này, nó hút khí vào đây. Hút khí vào đây. Nó quay, nó thổi khí ra cái đường này. Để nó cấp khí sạch vào cái buồng đốt hay vào phòng của các anh vậy đó. Con này thì chạy cũng êm lắm. Đấy, có sẵn tụ dây rồi. Đấy, các anh về các anh chỉ việc dùng thôi. Con này nó nặng đâu đấy khoảng 5-6kg gì đó, 6kg ấy. Em đang bán là 430 ngàn. Quạt của Nhật Showa Denki. À, hôm trước có anh nào bảo em ấy để thử sáo diều ấy, thì các anh liên hệ anh lấy con này ngon anh này. Để thử sáo diều. Nghĩa là các anh phải tạo ra gió để các anh thử cái sáo của cái diều sáo các anh. Xem nó kêu như thế nào. Đấy, hôm trước có 2-3 anh là hỏi em cái con quạt sò nào thích hợp không. Thì hôm nay có anh nhá. Con này có sẵn ống định hướng này. Cổ 34 để các anh thử sáo diều nhá. Đấy. Đây, tiếp theo em giới thiệu với các anh. Con gương này em hết rồi các anh. Con gương này em hết rồi các anh nhá.
Đấy, em chia sẻ với các anh đấy. Anh nào mà nhận cái gương này rồi thì các anh sẽ thấy chất lượng của nó tuyệt vời. Em hết rồi, cái này là mẫu 100 ngàn một chiếc này, nhưng các anh lấy hết rồi. Em nói thật với các anh, con gương này cực kỳ đẳng cấp. Mức độ của nó hoàn thiện này, không có gì để chê trách. Tiếp theo em lên cho các anh một cái cốc đạp. Cốc đạp này Foot Quick này, 15A 250V AC. Con này là 350 ngàn. Đấy, con này có nắp che chân đạp, toàn bộ là bằng nhôm, nhôm hết, nhôm 100%. Đấy, cốc đạp này sao bán chạy thế, các anh lấy cốc đạp nhiều. Con này thì em vẫn bán là bao nhiêu nhỉ, 100, thôi để cho các anh giá 190 ngàn đi, toàn bộ là bằng nhôm hết, 190 ngàn. Cốc đạp này các anh nghe tiếng của nó này, mới xịn. Con này với con này là cùng hãng luôn. Đấy, 100% là full nhôm. Cái này nó bay màu rồi, nó bay sơn. Đấy, 190 ngàn một chiếc cóc đạp các anh nhé. Đem có bộ loa này. Bộ loa này của Mỹ đấy, nhưng sản xuất ở Trung Quốc, California USA này. Con này thì sản xuất ở Made in China. Nhà máy của nó đặt ở đấy các anh. Loa 5.1. Nó bị mấy cái loa kia thì nó bị hư, nhưng con này nó còn được bộ phân tần và cái loa cái này. Hai cái jack này là gắn vào cái loa cái này. Đấy. Tiếp theo em lên cho các anh có con quạt này ngon các anh này. Con quạt này là đường kính là 20 cm. Đấy. Con này nó nặng đến gần 6 cân các anh nhé. Đấy, con này thì nó như này. Cái khung viền này nó bằng nhôm dày 6 ly. Đấy, quạt này nó nặng, nó chắc chắn lắm các anh ạ. Con này mà các anh làm vào việc gì này. Con quạt này em thấy nhiều anh hỏi lắm này. Cái kích thước này vừa như này thì nhiều anh hỏi. Đấy, các anh lên cho em mã 102 440 ngàn, chạy điện 220 mình luôn. Con này của Aikura. Aikura Fan Made in Japan đây. Anh nhìn này. Đấy, 47W. Con này chạy êm lắm. Con quạt này em nói thật đấy. Em mà vào việc các con này, con quạt này các anh mua phải cỡ 2 triệu một con đấy. Nó dày lắm. Đây các anh nhìn đây này. Cái khung này bằng nhôm mà nó dày gần 1 cm. Là cái vành này nhé. Cái này nó dày 6 ly. 3 giây chạy thêm con tụ nhỏ nhỏ nữa. Tiếp theo em lên CB chống giật 30A các anh. Các anh thấy em bọc cái này nó hơi ngả màu nhưng lột ra nó trắng phau các anh nhé. Con này chống giật 30A 30mAh 230 ngàn một con, các anh lên cho em mã 101. Em sẽ ưu tiên ai mua máy nước nóng trước đây các anh nhé. Con này tại vì máy nước nóng thường là 25A thì đẹp, 25 đến 30A là quá tuyệt vời. Đấy các anh, hàng Mitsubishi. Đấy các anh, em ưu tiên con CB chống giật 30A này cho ai mà mua máy nước nóng rồi các anh nhé. Nó hợp với máy nước nóng các anh. Tiếp theo em lên cho các anh mấy cái đầu chuyển này các anh này. Các anh có thấy không? Nó chuyển từ jack 3 chấu này, jack của Nhật này, ra thành jack 2 chấu để cắm cái ổ điện của mình. Đấy. Cái này em bán là 25 ngàn một chiếc. 25 ngàn một chiếc, có sẵn dây te. Hàng Nhật xịn lắm. Đấy, có cái sản xuất ở Japan luôn, có cái thì sản xuất ở China này. Đấy, nhưng mà nó là hàng Nhật các anh nhá. Nhà máy nó đặt ở Trung Quốc thôi. Đấy, nó chuyển từ jack 3 chấu về jack 2 chấu. Ổ này thì em còn được vài ổ cái này, mã 20 160 ngàn. Có sẵn công tắc luôn. Các anh dùng thì các anh bật lên. Chất lượng thì miễn bàn, đấy. Con này sản xuất ở Malaysia này. Hàng Niken này nó là hàng Đức đây này. Sản xuất ở Malaysia. Anh thì thấy chất lượng cái nhựa ABS này của nó sướng lắm. Rồi, tiếp theo em sẽ lên cho anh hàng đặc biệt các anh. Con này anh nào con này là có nhiều chứng chỉ. Con này là con lọc nguồn các anh nhé. Lọc nguồn Chapner.
Con này sản xuất ở Hungary, 80 ampe. Con này 80 ampe các anh nhé. Đây, các anh thấy Hungary Schaffner. Schaffner là một thương hiệu của Thụy Sĩ lọc nguồn. Trong tất cả các máy móc mà âm thanh ấy, nó dùng Schaffner lọc nguồn nhiều lắm. Made in Hungary các anh ạ. 80 ampe. Đấy, 3 pha này. Các anh dùng điện 1 pha thì là 1 là 3 thôi. Ra. Đấy, con này cực kỳ đẹp. Ngang 10 cm, cao 20. Đấy, to. Dài 40. Đấy, con này thì các anh phải DIY hoặc các anh lắp vào tổng nhà. Thì đúng thật sự là tổng nhà thì nói thì bảo nói vui, anh nào dư tiền thì mua cục này thì chấm hết rồi. Hàng đẳng cấp nhất trong các dòng lọc nguồn hiện tại rồi đấy. Theo em đánh giá là vậy đấy. Miễn bàn rồi. Con này là những cái con máy móc nào mà lắp, mà nó lắp cái con lọc nguồn như này thì nó phải giá tiền tỷ trở lên. Đảm bảo với các anh luôn. Nó nặng đâu đấy khoảng 4-5 cân gì đấy. Đấy, tiếp theo em lên con này các anh nhé. Con này là chóc lọc. Chóc lọc của Siemens. Đấy, made in EU, get money. À, con chóc lọc này nó tải 36 kW, 3 pha. Thì cái thông số này em chưa biết là nó. Em nghĩ 36 kW này là toàn tải. 36 là chia ra sẽ 12 kW trên một cục lọc. Thì nó sẽ rơi vào tầm một con này nó sẽ lọc khoảng 50 ampe gì đấy. 45 ampe gì đấy nhé. Nhưng con này là hàng Siemens, sản xuất ở Đức. Con này là nó cấu tạo rất đặc biệt, là phe từ nó bọc ở ngoài. Đấy các anh. Con này là chóc lọc này cao cấp rồi. Đặc biệt hai dòng này là dòng cao cấp thì em không có báo giá cho các anh được. Các anh nhắn tin để các bạn sẽ báo giá cho anh nhé. Đấy, nó là hàng đẳng cấp đấy các anh ạ. Đấy, em quay cho các anh xem. Ở ngoài này là phe từ các anh nhé. Từ nó bọc ở ngoài. Đấy, quặn dây tròn tròn nên nó đặt ở trong này, xong là nó úp cái này lên. Nó có hai khối nó úp lại với nhau. Đấy, anh nào mà chơi chóc lọc âm thanh và gặp con này thì đúng bài luôn các anh ạ. Con này nói chung nhé, đồ mới thì giá của nó phải đến 20 triệu cũng có thể đấy. Em chưa check giá mới, nhưng mà giá cũ ở nước ngoài người ta bán ấy, con này là cũng phải 9 triệu. Con này các anh nhé, giá cũ ở nước ngoài người ta đang bán giá cũ là 9 triệu. Còn em không chưa biết mua mới là bao nhiêu. Giá cũ mà 9 triệu thì mua mới chắc nó phải cỡ 20-30 triệu cũng có thể đấy. Thấp nhất là 20 triệu. Cái con này của Siemens. Em xin chuyển sang sản phẩm tiếp theo các anh nhé. Em xin giới thiệu tới mọi người hai sản phẩm. Đấy, để các anh lắp vào ngôi nhà của anh này. Một là cái quạt hút mùi bếp. Đấy. Thứ hai là cái bếp ở dưới, cái bếp hồng ngoại âm. Đấy, tất cả các cái bếp hay các ngôi nhà bây giờ người ta đều lắp thiết kế theo kiểu này các anh. Một cái bếp âm ở dưới và một cái quạt hút ở trên. Đấy. Em khuyến khích mọi người mua cái này các anh nhé. Không phải em bán được hàng mà em ấy đâu, nhưng thật sự là nó rất hiệu quả. Đấy, kích thước của nó đây đây này. Kích thước của quạt hút này. Rộng dài này. Đấy, 1,6 triệu mã số 2. Cái bếp là 1,6 triệu mã số 1. Đấy, bếp hồng ngoại, made in get money. Con này thì em giới thiệu như vậy. Con quạt hút mùi này ấy, nó có hai tấm lọc than hoạt tính. Đấy, là dòng đời mới, tất cả các quạt hút đời mới bây giờ đều sử dụng công nghệ này hết. Đấy, đều sử dụng công nghệ này hết anh. Đấy, con này thì các anh thấy đấy. Có cái ống nối lên này, có thể nối dài lên. Ở cổ đây nó có một cái cổ nối ống 90 để các anh nối ống gió, là các anh muốn dẫn đi hơi ra ngoài thì các anh nối. Đấy, có đèn này. Đấy, có đèn này, bật đèn này. Đấy, nút số 0 này, nút số 1, nút số 2, nút số 3 y như quạt của mình vậy đấy các anh. Đấy. Tiếp theo là con bếp hồng ngoại này. Bếp hồng ngoại kích thước của nó đây. Phủ bì là cả mặt ngoài ấy, là 7852 x 5 cm. Đấy, lỗ khoét là 47.5 x 74.5. Đấy, con này là 4 bếp. Có đầy đủ hẹn giờ này, các thứ luôn.
nó ra nhiệt thì nhanh cực kỳ luôn. Đấy, bây giờ em sẽ bật bếp lên em test cho các anh xem nhé. Để em chuyển sang bên này. Hàng made in Germany các anh nhé. Ra nhiệt cực kỳ nhanh. Đây, ví dụ em bật, em để cái cam như này là các anh sẽ nhìn thấy này. Các anh sẽ nhìn thấy nó ra nhiệt nhanh như nào nhé. Đây, em bật nguồn lên này. Đây, start CB rồi, em bật cái CB lên. Đấy, các anh nhìn nó mới khởi động lên này. Em bật nguồn lên cái này. Em sẽ ra nhiệt cho cái bếp nhỏ này các anh nhé. Là đây, 2 giây thôi là nhiệt lên rồi. Bật lên này. 1, 2, 3, 4. Đấy, để số 3. Các anh thấy nó đỏ luôn chưa? Nóng rồi này. Nhiệt độ bây giờ ở chỗ này phải lên tầm 90 độ C, 100 độ, là hơn 100 độ rồi này. Anh thấy nó ra nhiệt nhanh không? Đấy, em tắt đi. Đấy, anh thấy nó hết nóng là nó hết đỏ. Anh thấy chưa? Đấy, hàng đẳng cấp xịn sò là ở chỗ đấy, đấy. Ra nhiệt cực kỳ nhanh luôn. Em tắt đi thì các anh giữ, ấn giữ nút nguồn. Nó có chế độ kiểm soát nhiệt độ các anh nhé. Chống trẻ em. Đấy, đầy đủ các công nghệ luôn. Đời mới, hàng Germany. Thương hiệu là Electrolux các anh nhé. Thương hiệu của nó là Electrolux. Đây, thương hiệu Electrolux này. Đấy, hàng made in Germany. Xịn đấy ạ. Thông số của nó đây, thông số của bếp đây. Đây, thông số của bếp đây, các anh nhìn này. Electrolux này. Made in Germany này. Đấy, công suất của nó là 7,3 kW này. Công suất này là công suất thực các anh nhé. Nếu các anh bật một lúc cả 4 bếp, bật maximum ở, nó có 9 nấc nhiệt độ, các anh bật hết 9 nhiệt độ, 9 nấc ấy, thì cả cái này nó sẽ ăn là 7,3 kW. Nên là dây điện, các anh thấy nó đi dây 6.0 không? Dây điện là phải dây 6.0. Cái bếp này các anh đi tối thiểu cho em là dây 4.0 nhé. Tối thiểu là dây 4.0. Đấy. Đây, con này tại sao em nói với các anh nhé. Nếu con này ở Việt Nam ấy, người Việt mình mua giá nó cao lắm. Đây này, các anh nhìn này. Nó chạy được điện 3 pha luôn. Đấy, tùy các anh đấu thôi. Đây, các anh, nếu mà các anh đấu chạy điện 3 pha này. Các anh thấy không? Nó sẽ cấp vào một pha này, L2 này, nối với nguồn mát này, L1 nối với mát này. Thì độ lệch pha giữa L1, L2 của mình như điện mình ấy là 380 đấy các anh. 380 thì cái này nó dư ra 20V này. Đấy là các anh chạy điện 3 pha được luôn nhá. Các anh chạy điện 1 pha được luôn này. Đấy, thằng này nó cao cấp là ở vậy đấy các anh. Nó thiết kế, nó có dòng cao cấp thì nó sẽ có được nhiều tính năng hơn. Đấy, kiểm soát nhiệt độ, chống trẻ em. Rồi tự động khóa khi các anh không dùng. Bếp hồng ngoại thì nó không kén bếp. À, nó không kén nồi đâu. Anh dùng nồi nào cũng được. Đấy, thương hiệu đây nhé. Các anh xem kỹ giúp em. Đấy. Rồi, em xin chuyển sang sản phẩm tiếp theo nhé. Tiếp theo em lên cho các anh. Con này em còn một con duy nhất các anh ạ. Đây, các anh nhìn con này nó mới lắm. Con này 2kg này. Vào là 200-210 này. Đấy, ra là điện 100 này. Thì các anh, nếu mà điện nhà các anh 220 ấy, thì các anh nối vào ấy, thì nó sẽ ra khoảng 110 gì đấy các anh nhé. Điện 110. Thì với ai mà đang dùng những cái thiết bị của Nhật ấy, thì 100-110 là ok hết. Con này nó đặc biệt, nó 2kg, em bán là 2 triệu đồng một con. Mới gần như 100% luôn. Dây này của nó là dây, hình như dây, em không có cái thước kẹp, nhưng mà tối thiểu nó phải 3 ly. Tối thiểu là 3 ly. Sợ nó là 3 ly, phải tầm 3 ly rưỡi cũng lên. To lắm. Đấy, nó tải 2 kg mà. Con này đặc biệt có e ra từ lõi cây này. E ra từ lõi. E vỏ này. Đấy, mới 5 cây. Con này ai mà đặt thì các bác nhắn em nhé. Đấy. Em có ổ khóa cửa từ cái này, anh về DIY và là lắp được. Đấy, em còn con âm ly Pioneer này. Của Nhật, con này made in Japan luôn. Cho cái này xuống đi đặt đây, không rơi rớt móp hết. Đấy, em xin view cho các anh.
Đấy, hôm nay thì em về vậy đấy nhá. Em còn nguồn tổ ong này. À, CB chống giật. CB chống giật này ngon cái này. Đây, con CB chống giật này ngon này. Bốn cực. Đấy, dòng CB chống giật mà bốn cực là đắt nhất các anh nhá. Đắt nhất. Con này là 40 ampe này. Con này là 63 ampe này. Con này 40 ampe. Đấy. Chống giật này thì bây giờ như này. Hai cái pha ở đây các anh bít lại, nếu các anh dùng điện một pha thì các anh đấu cái này và cái chân ngoài này là chân nửa này. À chân nguội này, người ta có ký hiệu này. N này là nguội này. Đấy. Cái thằng CB chống giật đấy các anh. Ba pha mà bốn cực ấy thì lúc nào cái chân nguội nó cũng nằm ở phía bên tay phải ngoài cùng này nhé. Đây này. Đây này. Đây này, đấy. Các anh đấu lửa và chân này cũng được, chân này cũng được, chân này cũng được. Đấy. Đấy các anh nhé. Con này sao chưa lên giá. Đấy các anh nhắn cho em nhé. Dòng CB này xịn này. Đấy ngoài ra lọc nguồn thì em còn nhiều lắm. Đấy, em đầy đủ các A để cho các anh lựa chọn. Rồi. Hôm nay video ở đây cũng dài rồi. Em xin kết thúc video ở đây các anh nhé. Ngày mai em sẽ lên cho các anh nha. Hình như ngày mai có một số cái sản phẩm mới về đấy các máy giặt này, máy giặt lồng ngang. Máy giặt lồng ngang cũng Electrolux luôn. Mà hàng Đức cả noi luôn. Đấy. Ngày mai em về các anh nhé. Hôm nay em xin kết thúc video ở đây. Em xin chào tất cả mọi người.